Chào bà con, mình chỉ là một cái người nuôi dế cùi bắp thôi. Thì trong suốt cái thời gian mình nuôi thì mình rút ra được một số kinh nghiệm. Nay mình sẽ chia sẻ lại cho bà con để chúng ta cùng nhau phát triển con dế nó hiệu quả hơn, ít dịch bệnh và tốn ít chi phí. Thì về cái vấn đề mà dế thường hay bị chết, chết dần, chết từ từ. Thì trong một cái chuồng nuôi dế mà có dế chết thì khi chúng ta đi ngang cái chuồng thôi, mình cho ăn hàng ngày thì mình biết nó sẽ có cái mùi rất là lạ lạ nha, mùi rất là khó chịu đó. Cái thứ hai nữa là bà con phải kiểm tra phân. Một là bà con phải lấy một vài cái vị trứng ra, bà con kiểm tra phân ở dưới đáy chuồng. Nếu mà phân quá ẩm ướt nha, ẩm mốc, thì bà con nên tiến hành vệ sinh từng khu vực. Bởi vì phân mà ẩm mốc thì sẽ sinh ra nhiều cái vi nấm nha, nhiều cái dịch bệnh. Đây là phân dế, thì con dế nó ăn tại chỗ và nó sẽ ị tại chỗ. Phân này là khô gáo. Đấy, khô gáo cho nên là không bị ảnh hưởng đến con dế. Khi bà con cho ăn thì chỉ cho ăn thức ăn vừa vừa đủ trong một ngày, cao lắm là 2 ngày đó. Nếu mà trong 2 ngày mà thức ăn còn thừa, dế ăn không hết, thì bà con cũng đừng có tiếc cái lượng thức ăn đó, là mình phải vệ sinh, mình bỏ đi cái phần thừa thức ăn đó và mình sẽ cho ăn lại với cái lượng ít hơn cái lần trước mình cho ăn thừa đó, để tránh thừa thức ăn. Đấy, thừa thức ăn là không được để quá 2 ngày nhé, để quá thì thức ăn nó sẽ bị ẩm mốc. Đó. Vì khi mình phun nước thì nước nó sẽ bám vào thức ăn, mà để lâu quá thì thức ăn sẽ ẩm mốc. Đấy. Và nước nó cũng làm cho phân của con dế nó bị giống như là cục phân mà bị mắc mưa vậy, nó sẽ tè lè ra. Này, khi như vậy thì khi mà con dế nó ăn phải hoặc là nó uống nước phải dính cái phân đó thì con nước sẽ bị đau bụng và tiêu chảy và chết dần từ từ. Từ cái chỗ đó nó sẽ lây lan ra nhiều cho những con xung quanh đó. Cái vấn đề này là cần phải hết sức lưu ý. Có một số người mình nói con dế nó bị chết, bị đau bụng, họ cười. Đấy,
Nhưng mà thật ra họ cười là bởi vì họ chưa hiểu, chưa hiểu. Ừ. Còn nếu những ai thật sự mà đam mê nuôi côn trùng, đặc biệt là con dế, tất cả các tài liệu đều có ở trên mạng. Đấy. Các bạn có thể vào đó mà xem vì sao người ta lại có những cái loại thuốc chống chết dành cho côn trùng, những cái loại thuốc chống chết dành cho gia súc, gia cầm. Đó. Thì con dế nó cũng như vậy. Nó cũng bị chết nha. Nếu mà mật độ nuôi quá dày, chuồng nuôi không được yên tĩnh. Đó. Mình cứ động đậy, chẳng hạn như là cái nhà mà nó đang ở mà mình cứ lại mình khui ra hoài, cứ dở nóc ra hoài làm biết thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Nó sẽ bị chết. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó nha. Đấy. À, khi nuôi dế, khi cho ăn bất kỳ một cái loại thức ăn nào, thì khi cho ăn thì mình phải theo dõi cái lượng phân nó thải ra. Đấy. Và tuyệt đối không cho ăn nhiều rau muống, hoặc là hạn chế không cho ăn rau muống luôn. Rau muống với lại rau lang nó mát quá. Đấy. Ăn vô phân con dế nó đi ra nó sẽ bị nhão. Đấy. Phân nó lỏng. Mà chính cái phân lỏng đó, những con dế nó bò lên phân, nó di chuyển lên phân, nó sẽ lây lan ra cái chuồng nuôi, nó sẽ làm ô nhiễm cái chuồng này, từ đó sẽ tạo ra một cái dịch bệnh đó. Thì dẫn đến dế chết hàng loạt đó. Này. Phân dế thì khô ráo như vậy là ok nè, không, và đặc biệt là không có bất kỳ một cái mùi gì hết đó. Không có bất kỳ một cái mùi nào hết. Mùi trong chuồng dế vẫn có đó. Vẫn có là do một số con nó đè nhau nó chết, hoặc nó cắn nhau nó chết đó. Thì cái mùi mà hơi hăng hăng hăng, cái mùi đó là cái mùi của con dế nó chết. Nuôi dế mà nó không chết là nói hơi quá. Mình nuôi như thế nào để hạn chế cái số lượng chết đó. Bởi vì bất cứ mình nuôi cái con vật gì cũng được, trong suốt cái quá trình từ lúc nó mới đẻ, mới sinh ra cho đến lúc nó trưởng thành mình thu hoạch, thì không tránh khỏi là sự hao hụt. Cái vấn đề mình đặt ra là phải làm sao cho cái tỷ lệ chết đó nó ít đi, nó giảm đi đáng kể. Thì cái số lượng mà chết ít đó thì coi như là bằng không, người ta quý nó như là không có chết, nó là vậy. Chứ nuôi dế mà nói không chết một con nào là nói hơi quá, nói hơi quá. Thì cái video lần trước mình có đề cập đến cái vấn đề là thường người ta nuôi dế là cái chuồng chiều ngang 1 mét, chiều dài khoảng 2 mét rưỡi,
Thì có một số nơi, có một số trang trại họ giới khoảng 10, trong thời gian là 10 ngày tuổi, họ sẽ sắp một lớp vỉ trứng. Vỉ trứng. Và bắt đầu từ ngày thứ 10 trở lên thì họ sẽ sắp hai vỉ trứng, sắp chồng lên để tạo cái nơi ở, tạo nhiều cái không gian để cho con dế nó trú ẩn, để nó không có đè chồng lên nhau, không có dậm đạp lên nhau. Đấy. Thì không nhất thiết là mình phải làm theo người ta, mà mình phải theo cái hoàn cảnh thực tế mà mình, mà cái chuồng, mà cái trang trại của mình đang nuôi chẳng hạn. Lỡ như một cái khay trứng dế đó. Thường cái khay trứng dế không có cái khay nào là tương đương với khay nào, nó phải có sự chênh lệch. Và cái thứ hai là cái nhiệt độ thời tiết đó, sẽ dẫn đến là cái kinh nghiệm mình ấp trứng, mình ủ trứng nữa, là dẫn đến cái lượng, con dế trong khay, trong nó sẽ nở ra nhiều hay là ít đó. Thì trong suốt quá trình khi mình nuôi, mình thấy cái mật độ nó càng ngày thì nó càng nhiều, con dế càng ngày càng lớn thì nó sẽ chiếm đi cái diện tích chuồng nuôi rất là nhiều. Thì mình bắt buộc mình phải thêm thêm vỉ trứng vào, thêm vào đó, để tăng đi cái diện tích đó, tăng đi cái không gian ở đó, tăng lên cái không gian trú ẩn cho con dế đó. Như vậy thì con dế nó sẽ không bị, nó giảm đi, không bị chết đó, không bị dẫm dẫm đạp lên nhau. Vì thế thì con dế nó sẽ phát triển tốt hơn đó. Chứ mà thấy người ta lót hai vỉ trứng, hai sòng trứng lên như vậy thì mình cứ làm theo, mình nghĩ ơi người ta nuôi gì nó làm gì, mình vẫn làm được. Nhưng mà đến khi thu hoạch là dế chả có được bao nhiêu, bởi vì nó thất thoát đi rất nhiều. Nó có một cái quy luật gọi là quy luật bù trừ nha, con nào khỏe thì sẽ sống được trong cái môi trường chật hẹp, con nào yếu thì sẽ chết trong cái môi trường chật hẹp đó, để đảm bảo cứu được những cái con yếu đó. Thì bắt buộc mình phải dùng đủ mọi cách là để những cái con yếu nó có cái chỗ trú ẩn an toàn đó, cho đến khi thu hoạch dế trứng hoặc dế thương phẩm, mà mình hạn chế được cái tỷ lệ thất thoát do mật độ nuôi quá dày. Cảm ơn bà con đã dành ít thời gian xem cái video clip của mình. Rất mong bà con sẽ đăng ký kênh ủng hộ và nhấn vào chuông để được cập nhật những cái video clip mới nhất về cách nuôi con dế cũng như các loài côn trùng khác. Chào tạm biệt.